10 giờ đêm, hàng trăm người dân của tòa chung cư này vẫn đang tập trung để chờ lấy nước. Chờ mãi, lấy mãi, nguồn nước ở bể cũng đã hết. Phải lấy từ bể phòng cháy chữa cháy, đồng nghĩa với việc nếu lỡ may có hỏa hoạn thì cũng không có nguồn nước dự phòng để xử lý. Tình trạng này đã kéo dài suốt 5 ngày qua, kể từ khi công ty nước sạch sông Đà thông báo đã cấp nước trở lại. Ở nhà có gì đựng thì cứ cầm hết ra đựng thôi. Nước này thì cũng chỉ dùng được rửa nhà vệ sinh, rửa chân tay thôi, chứ cũng không ăn uống gì được. Nhà ở tầng 6, vài ngày mỗi lần, người đàn ông này lại phải xếp hàng đợi xách từng số nước để phục vụ sinh hoạt cả gia đình. Có ngày phải xin nghỉ làm để ở nhà tích trữ nước. Con tôi bây giờ mới có 9 tháng tuổi đâu, không dùng thì lấy gì mà dùng. Chẳng có nhà lại đi mua nước La Vi để giữ cho chúng nó. Ăn cứ dí được một ít thôi, chứ không đủ nước dùng. Sau khi giặt xong ấy thì lấy cái nước giặt đó ra để mà dội vào nhà vệ sinh. Theo đại diện của đơn vị cấp nước thứ cấp cho khu vực này là công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh, đơn vị này đã hỗ trợ, đồng thời cung cấp xe nước sạch cho người dân sử dụng. Nước vào bao nhiêu thì chúng tôi bơm đi bao nhiêu thôi để cấp cứu bà con. Từ phía đồng hồ tổng cấp yếu thì chúng tôi cứ phải đợi để bơm. Tây Hà Nội đây, đơn vị cấp nguồn này, chúng tôi còn phải mua xe tác chở cho mọi người. Thế nhưng theo người dân, thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Trong vụ việc nước sạch sông Đà bị nhiễm bẩn vừa qua, hơn 10.000 hộ dân khu đô thị Tân Tây Đô không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ các đơn vị cung cấp nước. Sau khi Sở Xây dựng thành phố yêu cầu hỗ trợ người dân, thì đơn vị này mới điều xe nước sạch đến. Không những vậy, bể chứa nước, công suất nước cũng không đủ cung ứng cho hàng nghìn hộ dân ở đây. Ngay cả cái việc thau rửa bể chúng tôi cũng không được hỗ trợ. Ở đây tất cả các ban quản trị đều phải chủ động để thau rửa bể nước, thì chúng tôi cũng không được một câu trả lời rõ ràng. Cho nên chúng tôi là mong muốn được ký hợp đồng trực tiếp với công ty Tây Hà Nội. Hai người đàn ông này được đại diện ban quản trị tòa nhà xác nhận là người của công ty nước sạch Tây Hà Nội xuống để kiểm tra lưu lượng nước. Anh có thể giới thiệu tên tuổi chức vụ của anh được không ạ? Thế nhưng, nước sạch cho hàng nghìn người dân ở đây cũng khó như tìm kiếm một câu trả lời từ những người có trách nhiệm. Anh cho hỏi là tại sao nước ngày hôm nay mới bơm vào được ạ?